Sám văn: đệ tử hôm nay tuy được thân người, nhưng tâm hằng trái đạo, vì từ sáng đến trưa, chiều tối, từng giờ từng phút, từng niệm từng giây, không hề nhớ tam bảo, nhớ pháp tu. Nay thử kiểm lại thì thấy, không có công phu nào đáng nói, chỉ có phiền não trọng chướng mịt mù. Nếu không kiểm điểm thì cứ tưởng lầm, tự cho là mình có nhiều công đức. Giải thích: xin kể câu chuyện nhỏ. Tổn người là hại mình. Ngày nọ Khổng sư đệ, pháp danh Quả Mạnh, đến nhà tôi, kể rằng mấy hôm trước vợ chồng người chị gái đến nhà thăm ông. Chị ông vừa vào nhà thì liền đến bên giường chơi đùa với đứa con gái mới sinh 8 tháng của ông. Con bé tỏ vẻ vui thích, bật cười sảng khoái. Nhưng lúc chị khom xuống, bé nhìn thấy anh rể Quả Mạnh là chồng chị đang đứng phía sau, thì lộ vẻ kinh hãi khóc to. Mẹ bé, vợ Quả Mạnh vội ôm con lên thì bé im bặt, nhưng mắt vẫn mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không phía sau anh rể họ. Mẹ cháu vội xoa lưng, vỗ về con để trấn an. Nhưng một tiếng sau thì bé phát sốt cao. Quả Mạnh lại kể, anh rể ông nửa tháng trước đang chỉ đạo xây một tòa kiến trúc thì vô ý bị té ngã, suýt chút nữa là đầu bị đập vào đống gỗ tạp, xem như anh may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Thật ra ngay lúc Quả Mạnh kể thì tôi liền quan sát và hiểu ngay nguyên nhân khiến cháu bé khóc. Đó là do cháu nhìn thấy một cái đầu lâu và rất nhiều vong quỷ đang bu quanh người anh rể này. Chúng vừa chỉ trỏ vào ông vừa căm hận trách: đồ ác nhân, xảo biện, hại người. Quả Mạnh nói, anh rể ông là cán bộ cao cấp tại một bệnh viện lớn nọ. Ông chuyên xử lý việc tranh chấp. Hễ xảy ra sự cố có người chết oan thì ông sẽ đứng ra tranh cãi giúp cho y viện, dốc sức giúp cho y viện thoát tội, không bị bồi thường hoặc trả phí thật ít cho người chết. Tôi nói, bệnh nhân tuy không phải do anh rể ông hại chết, nhưng anh ta xử lý không công bình, toàn lợi dụng tài ăn nói của mình để biện hộ giành phần thắng về cho y viện, khiến người chết bị thiệt thòi, chịu hàm oan, thân quyến họ cũng không được bồi thường xứng đáng. Do vậy mà những vong này ôm thù, nhất quyết tìm ông rửa hận. Tôi thúc Quả Mạnh hãy mau mau đi khuyên anh rể, đừng làm những việc mê muội thất đức, trái lương tâm như vậy nữa, vì khi ác báo ập tới thì xem như hết cứu. Hãy bảo chị và anh rể ông phải mau học Phật ăn chay, nên vì những quan quỷ đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu và hướng họ sám hối. Hằng ngày còn phải vì mỗi vị tụng một bộ kinh, ít nhất cũng phải tụng cho đến khi quan quỷ báo mộng phát tín hiệu tốt. Tôi nhắc lại, về báo với anh rể ông là bắt buộc phải hành đúng như tôi chỉ bày, ắt sẽ giúp anh ta kéo dài thọ mệnh và tương lai có chuyện biến tốt. Anh rể Quả Mạnh vốn được mọi người công nhận là hiếu tử. Nếu như anh ta bị té và chết bất ngờ thì mọi người chắc chắn sẽ buông lời quát trách: trời già bất công, người hiền không được trường thọ. Rõ ràng là do chẳng am tường nhân quả và không biết Phật Pháp, nên anh đã hành sự điên đảo. Vậy có khổ hay không? Ha ha ha, 问什么的说